tôm đẩy đà, mơn mởn mà mọi người đang ngắm. Không phải là tôm bình thường đâu nha. Nó là tôm biển hồ đó. Bơ sáp lại là đặc sản của Đắk Lắk. Quả tròn, cũng có cuốn, có vỏ và có hạt. Siêu thơm, siêu dẻo luôn nha. Hãy tưởng tượng kết hợp giữa tôm biển hồ và bơ trong cùng một món ăn sẽ như thế nào nha. Tôm biển hồ sơ chế cho thật sạch sẽ. Đem áp chảo bằng dầu ô liu. Bơ sáp, cà chua bi, dưa leo, tất cả đem cắt hạt lựu size 2XL. Bây giờ chuẩn bị phần nước sốt thôi. Sốt mayonnaise, thêm tiêu, muối, đường và nước cốt chanh. Khuấy đều tất cả lên. Đổ nước sốt lên và trộn đều thôi nào. Nhớ tác động một lực ép thật nhẹ khi trộn bơ để không bị nát nha. Thành phẩm đây rồi. Chỉ nhìn thôi là đã thấy lem rồi. Nhìn salad ngon mát, bơ béo ngọt thì chỉ muốn gấp ngay con tôm để chén liền mà thôi. Cơm lam không còn đơn thuần là một món ăn, mà nó đã trở thành nét văn hóa riêng biệt của người đồng bào Tây Nguyên. Gạo nếp ngâm từ 6 đến 8 tiếng, vớt ra để ráo, trộn với một ít muối. Anh Huy đầu bếp dùng tay phải để lấy ống tre và cho gạo vào. Thêm một ít nước. Đậy nắp ống tre bằng lá dứa. Rồi đem đi nướng vùi trong lửa than là xong món ăn rồi nha. Cơm lam mà kết hợp với gà sa lửa thì còn gì bằng. Gà phải là gà thả vòng vòng trong vườn thì thịt mới săn và chắc ngọt. Gà sau khi sơ chế đem đi ướp. Đừng quên nước mắm Colorman để dậy vị thơm đặc biệt nha. Hoa thật đều tay như anh Huy đầu bếp thì gia vị mới thấm đều. Sau một giờ đồng hồ thì đã có thể đem gà lên bếp nướng. Để ý trở gà cho không bị cháy nha. Gà nướng như thế này, ăn còn thơm mùi thịt gà thì không cần trả tiền đâu nha. Cơm lam chấm với muối vừng. Xé thêm miếng gà còn nóng hổi. Chấm vào muối lá é. Hút thêm một chút rượu cần. Thì thôi ôi, thứ bảy máu chảy về tim luôn. Muối kiến vàng. Nghe thôi đã thấy sợ rồi đúng không? Nhưng đừng lo, tộc trưởng hứa sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Ra vườn thấy tổ kiến vàng nào thì bắt ngay. Cho kiến vào thau nước nhanh nha, nếu không sẽ bị kiến cắn đó. Đó, mới nói luôn. Ngâm kiến vào nước sôi và rang qua lửa nhỏ. Khi chín thơm rồi thì đổ vào cối giã. Thêm muối và ớt bột. Giã đều tay. Vậy là có ngay một chén muối kiến vàng rồi. Anh đầu bếp sẽ dọn bàn ra vườn để hướng dẫn nấu. Bò được chọn phải là bò phi lê loại 1. Cắt dây khoảng 1cm theo sới dọc của miếng thịt. Rồi đem mâm bò siêu to khổng lồ này ướp với các loại gia vị. Trộn đều lên. Đứng đợi 5 tiếng là có thể đem ra phơi. Nắng phơi bò phải là nắng gắt thì thịt bò mới săn được. Sau 4 tiếng là phải trở bò một lần. Phơi 8 tiếng là có thể đem nướng nha. Đã là bò một nắng thì không cần phải nướng lâu đâu. Nước tắc và ớt xiêm xanh sẽ cho chén muối kiến vàng thêm bén hơn. Xé nhẹ miếng thịt, chấm nhẹ miếng muối, đưa nhẹ trước ống kính.
thôi, tới đây là hết chịu nổi rồi. Cá lăng có thể chế biến thành nhiều món. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa kiến vàng và cá lăng trong món lẩu chua kiến vàng thì chưa chắc ai cũng đã từng thưởng thức đâu nha. Cá sau khi sơ chế thì cắt khúc nhẹ nhàng, băm nhuyễn hành, củ nén và ớt xiêm xanh. Vì cho thơm và bốc khói thì mới được cho nước vào. Đợi nước sôi thì cho cá lăng vào. Nêm nếm các loại gia vị cho thật vừa ăn. Cho lá bếp, lá ớt và các loại rau vào nồi. Kiến vàng và trứng kiến vàng đi bắt hồi sáng, chỉ cần rửa sạch và cho vào nước dùng thôi. Càng nhiều kiến thì càng tăng vị chua nha. Vậy là có ngay một nồi lẩu chua kiến vàng rồi đây. Chất axit trong bụng kiến hòa vào nước lẩu tạo nên một vị chua đặc biệt. Người đồng bào xem kiến vàng và trứng của nó như lộc rừng, như thuốc quý. Nhìn lạ lạ vậy thôi, nhưng ăn vào ngon nhức nhối cả buổi tối luôn đó nha. Ở chốn nhộn nhịp này, không phải dễ dàng thưởng thức được những món ăn độc đáo như thế này đâu. Cho nên, các đội chơi ơi, phải là người thắng cuộc nha. Thưa quý vị, càng về đêm chương trình càng hấp dẫn. Thôi bộ, món ăn cái số lượng gấp đôi vòng trước à. Đúng vậy, những món vừa rồi là đặc sản. Với sự chế lại của các loại thực phẩm, nguyên liệu sẽ rất là hứa hẹn, khơi dậy nguồn cảm xúc vô tận. Đây mới đúng là đặc sản Tây Nguyên nè. Mấy món này mới đúng nè. Được, mấy món này được. Mấy em ăn chưa? Dạ chưa. Dạ, chút lấy tiền mua nha. Và thưa quý vị, sau đây là một trò chơi tuổi thơ ùa về. Thơ ùa về hả? Ai đã từng chơi u? Đây. Chơi u qua kia bắt người đó. Rồi vậy là thua rồi, cái hơi của chú Linh. Đúng vậy. Tâm quá trời luôn mà. Đâu có tính vụ u đâu, u là cái sức khỏe nắm kéo về. Không. Thiêu đó là chạy về. Đụng là chạy về rồi. Thấy hơi dài à. Đó. Mà nhưng nó mà ôm mình... dính cái là ở lại luôn á. Đây, tất cả đều là dòng dõi đỉnh cao về cái lương. Thì họ u một tiếng từ quận nhất này có thể qua tới quận nhất. Chúng ta u một cái vô toilet hết u. Đó, u thứ đây. Bắt đầu xanh rồi đó. Bắt đầu xanh. Lan hồi bắt đầu nó nín thở nè. Đó, thấy chưa? Cái này là mình u mình ngồi anh Beo. Còn u chạy nó khác. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Thế nên để tạo sự cân bằng và công bằng cho cả đôi bên thì chúng ta sẽ có một luật riêng khi bước vào trò chơi. Ngay bây giờ là trò chơi. Như tất cả chúng ta đã biết, chơi u là gì? Sẽ có hai đội, mỗi đội có một lượt chơi qua lại với nhau. Đội bên đây quay đi u, ai bên đây bị chạm phải mà họ trở về họ vẫn còn đủ cái hơi họ u thì mình bắt buộc phải qua làm tù binh cho đội bên kia. Bị bắt á hả? Và tù binh là chỉ được đứng ở phía sau thảm cỏ thôi, không được bước vào giữa sân khấu. Rồi đội bên đây tới lượt mình chơi thì mình cũng phải u để làm gì? Để qua bên kia đụng được tù binh thì cứu tù binh về. Hoạt động được người khác thì bắt được người đó. Sau trò chơi được kết thúc, đội nào có nhiều tù binh hơn thì đội đó chiến thắng. Hoặc là mới chơi mà bắt hết tù binh về thì đội bên kia thua là chắc rồi. Và để tạo cái bằng cho cái sự gọi là hơi yếu, yếu hơi mạnh, bởi vì ghê mà. Đó, cho nên bên này qua bên đây là u. Còn bên mình qua bên kia là vừa qua vừa ca giùm cổ. Vừa qua vừa ca giùm cổ. Ra cái ca giùm cổ đã hết cho chữ rồi. Nói ra hơi nó khác, còn cái u là nó khác, cái chữ u khác. Thì bảo vậy mình đừng anh mình chơi cho nó đẹp chứ. Có đàn nào mà chơi kỳ vậy đó. Đúng rồi. Ví dụ này. Ví dụ này 2 3. Em ơi tháng 7 chạy. Không được. Ai đó khó nhất. Này. Lan ơi, điểm tổng đội anh Lan thôi chứ người ta đã dùng uy quyền và thế lực một anh phải phụ vàng dân bỏ mối tình chưa hết thời. Hết thôi là ở lại bên đây luôn. Đúng rồi. Cái này là phần thắng là thấy thua rồi đó. Còn mình sợ mệt thì mình đi chậm.
Em ơi tháng 7 mưa ngâu có cầu là hết hơi sớm hơn. Muốn chết nữa. Nửa đường là hết hơi rồi. Chứ không lẽ giờ mình nghề của mình chơi thì sao được. Nhưng mà giật thì mấy đứa nó khỏe hơn. Giữ mình lại mình hết hơi bên đó là mình thua. Ai ca cho nói. Mình hết hơi bên ví dụ nè. Quên đi. Ví dụ. Sao? Ghe chiếu Cà Mau dẫn cấp xào trên dòng kinh Ngã Bài. Đúng rồi luôn. Gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Rồi tắt mập này nó ôm cái rồi ca cái gì nữa mà ca. Thì sao qua đó phải kiếm một hết. Nó phải có lợi thế này cái lợi thế kia. Thôi công bằng đi tập trưởng, công bằng. Như vậy là bên mình là lợi thế về hơi. Bên kia lợi thế về tuổi trẻ. Cũng có thể thôi. Đúng không? Cái hơi là nó quan trọng, có khi cái người ốm không có thấy ra gì hết nhưng cái hơi người ta đầy đủ lực người ta vậy là mình chơi công bằng thôi chứ không có chấp không có không có chấp bên mình là không cần báo là ai chơi trước để cho bất ngờ bên kia luôn. Đúng rồi. À có quyền ai có hơi trả. Đúng rồi. Nè nhớ nghe anh bèo này nói là anh à, bèo ê bắt đầu làm sao ta chơi kịp đó. Nè 3, 2, 1 chơi. Không, không. Bữa này thì chơi làm gì? Phải là nguyên người qua. Rồi, Tô Minh bị bắt thành công. Vô. Vậy gì? À, vậy làm sao mà này rút một kinh nghiệm. Cứ chạy đi, cho gần hết hơi giờ bắt. Cho gần hết hơi giờ bắt. Cái gì là bên đây là anh cũng như là người trẻ tuổi nhất và là người mạnh nhất mà còn bị phá. Qua cứu ra đụng em là em về cứu con thủy qua đi mấy chưa lại kêu cứu chưa qua bên bển nữa cứu ai từ bên là đứng trên thảm cỏ nha bây giờ á là bên đây qua rồi thì bên đây ngược lại à ý có khả năng là bên đây được một lần u để sao bên đây qua cái bắt được người cái về thì còn người cuối cùng qua đây cái hết luôn bây giờ là đề nghị là nhỏ gái này qua trước đi dễ bắt sao vậy sao vậy sao có nhu cầu nó phải chấp mình chứ dạ anh à có thể nó không mạnh bằng anh nhưng mà anh đang bị chấn thương đầu gối anh đừng có tính như vậy nghe thí dụ mà thằng dự nó qua có thể anh ôm anh giật dự được cái bỡ này qua anh dám giật nó không nắm nó được nắm nó đâu được nắm nó mạnh nó kéo lại thôi mày bị bắt rồi mày đừng có cãi nữa kêu được mà chạy đi còn lạng cho nó giật rồi lạng là vô rầm rộ á anh hay không có quyền mà con trời ơi chạy về em bị chấn thương tâm lý luôn á cứu em về kiều sao tôi đứng dậy chơi tư giấy thôi mày bị bắt là xe qua mà thật sẵn xanh anh Dũng đã được cứu rồi giữ quán phước nè đây nào về rồi tay xanh lên ấy muốn bà không ôm chưa mà rồi giá nó nè bắt giữ nè không đâu quýnh em dịnh anh tính ôm lại em miếng đừng anh ơi có được anh dữ không không hả không
có được không? Em chưa kịp đụng nha. Coi ra đi đâu. Khánh đang Khánh đụng đúng không? Khánh thấy đụng không? Thưa quý vị, theo lời anh Dũng Nhí là bạn Khánh đã đụng rồi. Đúng. Nhưng mà Khánh không công nhận. Dạ. Chúng tôi có 18 camera, xin mời hình ảnh. Đó rồi. Qua đây có rồi. Có tin em thì bạn đó. Cưng đụng người ta là cưng bị nhiễm trùng. Cưng là gì? Cưng là gì? Cưng là gì? Cưng là gì? Thưa quý vị, như vậy đội đã kéo được toàn bộ đội hình bên đây qua sân đỉnh. Giỡn à. Và chúng ta diễn viên chiến thắng và bước vào đại tiệc. Thưa quý vị, bonus thêm cho quý vị một phần nữa là chúng tôi xin 3 bình oxy cho 3 anh. Kính thưa quý vị, người ta có câu cười người hôm trước không sao người cười. Đúng không? Đúng đúng đúng. Và lúc chúng ta phải cười lại cười. Cười người. Ở vòng trước tụi em thắng, tụi em cũng chưa kịp cười mà giờ cũng bị cười lại rồi nè. Vậy mới có câu gừng càng già càng cay. Bữa nay là những ngày mà đoàn tụ mừng tộc trưởng, mừng tộc trưởng sinh nhật của tộc trưởng. Cho nên ngày lên chức chứ. Lên chức của tộc trưởng thôi. Linh Tâm sẽ hát câu dùng cổ tặng cho có luôn được không? Được không? Có đồng ý không? Trước khi ăn cũng vui phải có ca hát chứ. Đúng vậy. Đúng không? Trời. À, đồng ý rồi, đồng ý không? Quá tuyệt vời. Một chào con tay đi. Gặp gỡ hôm nay biết bao giờ ta gặp lại. Nhờ chương trình Thiên Đường Ẩm Thực ta gặp gỡ hôm nay ăn cho nó say. Còn tụi bên kia chuẩn bị ra về. Gừng càng già càng cay, đó là câu nói muôn đời. Cứ ăn đi, cứ dùng đi cho nó bụng đó. Biết đâu rằng ngày mai ta không được ăn. Em mong là vòng ba em thắng để chương trình bật lại đàn nhạc ca này. Phải vậy thôi, ca hoài cứ thắng. Nhiều cho họ thèm, nhiều họ thèm. Đây là cái món gọi là heo thì nước mắm này. Là salad tom and avocado. Bơ ha. Bơ cái gì đó. Bơ gì nè. À có mang vô nè. Đây mình ăn nhẹ con tôm miếng salad đã trộn. Ừ nó hấp dẫn dữ vậy ta. Cái này là nếu mà em không trộn chanh, nhưng mà ở nhà là em trộn với lại sữa chua Hy Lạp. Đứng bơ. À cái bơ, bơ đó lạ đó, cái đó lạ nha. Ngon chứ, nghe dòm là biết em ngon. Em không tin, ăn thử mới tin. Không, quên rồi, quên. Không cần em tin nè. Cái mai chỗ này béo vừa phải. Cái bơ là béo, béo, thơm. Rồi cái rau giòn, vị chua mặn vừa đủ. Thiệt, ngon thiệt đó, thật lòng. Ba anh em mình không ăn từng người, ăn một người một một. Bố ba đứa đều đưa vô để thể hiện cái tình đoàn kết của mình. Đúng rồi, một, hai, ba, vô. Tụi em ngồi ở đây coi ba anh ăn như đang coi chương trình Gặp Công Nhân vậy đó. Cái này là người ta gọi là ăn cua lô sen. Nè, chỉ cho coi nè. Kỹ thuật ăn mà làm sao người đó thèm. Ăn nó nhiễu ra ngoài vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Không đẹp đâu. Cho miếng bơ, cho miếng bơ. Ngồi sao anh? Ngon quá. Nó vừa béo. Cái tôm nó chắc thịt. Đây nè, biết ăn hay không là cái này. Cái bơ ngon lắm á dữ. Đây nè, nghe bà nói nè. Đó, đời chưa thấy cái này gì chứ. Em thích mấy món đầu thôi. Phát hiện cái này nước gì chứ. Nước mắm không nổi. Nước mắm Clement. Bơ. Bơ trong nước mắm hả? Bơ em phải là bơ bình thường. Không. Hãy nhìn xem. Đó, mình đầm đá đường sữa.
là bình thường. Ớt chấm ớt dầm với nước mắm này ha. Bơ nè nè. Thứ gì chịu nổi? Khoan khoan khoan, thử. Bơ ngon hay nước mắm ngon? Khoan, không cần. Bơ ngon hay nước mắm ngon? Để cho đọc trưởng thử. À, thử đi. Cái này phát hiện lâu rồi mà chưa có chỉ ai. Chỉ có bộ tộc mình mới được ăn thôi. Dạ, mấy đứa ngồi đi. Ngồi. À, mấy đứa bớt thèm lại đi, bớt thèm lại. Hay dằn những cái chơi thèm thuồng lại đi. Kỳ không? Dạ, bây giờ nè, mình sẽ ăn cái món đặc sản nè. Ngon quá. Đây là bò. Một nắng không? Vô à. Một nắng, bò một nắng. Xé ra. À. Đâu, ổ chết rồi. Dạ, bò khi mình nước, khi mình làm một nắng ta phải cắt dọc sớ để xé nó dễ đó. Đúng vậy. Đó, sau đó mình chấm với lại kim. Cái gì? Muối kiến. À, à muối kiến đây. Muối kiến. À thôi, này của anh mà. Thôi. Cái chén lại giùm tôi. À bên kia. Cầm giùm anh Khánh. Em có khiếu cầm chén đó nha. Lúc cạnh nè, lúc cạnh nè. Lúc nãy em cũng cầm mà sao hồi nãy vui hơn sao? Như vậy nè, đó. Ôi, cái này ăn cho nó thẹn. Thật sự rất chua chát luôn. Dạ. Có không anh ơi? Sau đó mình lấy cái bò này. Quá tuyệt vời. Tóc trướng ngon kì không? Tóc trướng mũi nè. Trong bụng nó chất axit. Cái chất axit là chất để nó phun như mình khi mình đụng nó đó. Cho nên nó chua. Kiến vàng á. Đúng rồi. Ừ. Mà bò thì thơm khi ướp với giả. Nên nó mềm. Tộc trưởng có giấy cho anh dự nó không miếng. Bây giờ đợi. Ý anh này anh, ngon à, lắm. Bây giờ anh thử ha. Ngon thiệt. Nặng chanh nó phải biết nặng nghe mấy đứa. Đây nè, đó. Mình ăn mà cái bò mà một nắng đó mình ăn nặng chanh với muối cánh kiến này nè. Đó, nó gì nè. Bò này thơm mềm mà. Chanh mà nặng gì ai chịu nổi. Đây miếng bò này đây em muốn mua. Vì ngó tôi cũng thèm. Đó, anh đây sẽ bán cho em liền một khi em ra giá đi anh bán liền. Đây món bò này đây bao nhiêu? Bán bao. Anh nói ngay bây giờ. Món này anh bán 6 triệu liền một khi. Trời. Còn nhiều. Trời, thiếp đâu đủ tiền. Vậy thì chấp nhận ha. À, vậy thôi. Anh ba, ăn liền bò nè, thấy không? Nè, trước khi ăn miếng bò này, mình ăn cái này. Còn lạ. Lạ. Cái gì lạ vậy? Ngoài, kiểu hết. Tạo cảm giác cho đối thủ thèm. Ăn chanh là nuốt vỏ luôn á. Là nuốt vỏ luôn á. Vậy không? Cái màn này làm tụi em sợ chứ không có thèm. Con nó không khổ. Nó chua miệng không? Sắc đầu. Sắc miệng nè. Mới thèm những cái món mặn. Đúng là miếng chanh xong á, cái chua cái sặc miệng nó mới đầu ăn cái bò nó kéo một nắng rồi. Dạ, nhìn anh ba ăn ngon lắm luôn á. Ông nói không chịu nổi. Ngon lắm. Cái bò mà mình để tươi ướp nướng là bình thường, là ăn như là bít tết đúng không? Dạ. Còn cái này đặc biệt của dùng cao nguyên á, thì người ta sẽ phơi. Dạ. Rằn nắng. Phơi một nắng. Bò sẽ ráo lại. Ráo lại mà cái ướp của người ta không có ngọt với lại mà mặn hơn lại dưới miền Tây. Vậy cái vị nó lạc lạc vừa phải anh. Cái chuyện đó em không có cần hỏi. Cái chuyện em người ta ăn người ta thưởng thức rồi. Tại vì em còn em hỏi em về em làm ăn à. Em muốn tưởng tượng cái khẩu vị cái anh đang ăn. Đây, bây giờ dù gì mấy đứa em nó cũng là những đứa em thân thương anh ba hả? Đúng vậy đó mày. Giờ mình chơi trò chơi nè, ba đứng lên nè. Bắt tụi em ăn giấy. À, đứng lên nè, đứng qua đây nè. Đó, sau khi mình để lên đây, mình buông tay bắt đầu mình hỏi ai giữ giấy được lâu nhất người đó ăn. Đó. Đưa lên nè, đưa lên, đưa lên. Đưa lên, đưa lên. Đưa lên, 2, 3, buông, hỏi. Đây, qua cái đây. Ở đó
trời trời, Khánh thích em mất tờ giấy em luôn rồi. Rồi Khánh Khánh, hay quá, mời nó đi. Tại gì? Bây giờ muốn ăn cái gì? Dạ. Muốn ăn cái gì? Thử nào. Con ăn những cái gì mà cô chú đang rồi con ăn. Không, một thứ thôi, thèm cái gì thử. Để cho con xin miếng bò. Đây, bò một sợi. Ủa? Ủa? Nó mỏng quá vậy? Tụi nó mỏng như miếng giấy nãy mỏi luôn á. Trời ơi, bây giờ này. Nãy tụi nó ăn cái đâu muốn. Ăn gì được ăn. Ờ. Ta phải muốn ăn gì ăn. Mà ăn đúng rồi đây. Đây bò một sợi. Chấm 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 đây. Chấm chấm. Muối trứng kiến. Luật chơi chương trình mình ngộ lắm, bổ sung bất cứ lúc nào mà. Anh ba đọc chấm. Một sợi chấm không được. Đúng rồi, cho nó không sợ nó đi. Chấm không dính. Thế tội quá à. Xếp ba đi Khánh. Em còn đồng đội của em. Kia kia. Đầu tiên con gái. Cắn vừa phải đi. Em nó còn nhỏ quá. Mà ăn đi. Em cắp coi con thấy ngon không? Thấy sao? Thấy sao? Thấy sao? À, thấy nó ngon không? Ê, không, không nỡ ăn luôn á. Ngon quá mà. Mặc dù là chỉ là một sợi chỉ thôi, nhưng mà em cảm nhận thấy cái vị ngọt. Đúng. Cái xả nó thơm ngay cái phần này. Không, nói chung là quán vẫn còn mở cửa. Đây, cái món là thường thôi. Đây. À. Đây mà cái món quan trọng nè. Cái món này cái đi gà kem trộn hay sao mà nó trắng vậy? Ờ, đừng hỏi kệ đó, nó đậm gà thôi. Cái này là lúc anh với anh ba đi diễn ở trên Gia Lai. Ây dạ. Đi vô ngay buồn ăn nha. Ê, mở nó rồi. Đứng cái gì chịu nổi. Đây, em xin phép nha. Em thử chút. Gà. Làm sao xin chương trình làm tộc trưởng. Đây. Con gà có hai cái đùi nó quất cái à. Đó, vậy mới ngon nè, đó. Anh ơi, anh cắn như vậy là không ngon, để em chỉ cho ăn nè. Thôi, khỏi đi, khỏi. Ta biết ăn tộc trưởng mà. Món này tộc trưởng nấu mà. Chú nó lấy hai trái dừa nè. Còn cái này nữa hả? Còn chứ, kèm nhau mà, kèm. Chấm muối mè. Đó. Trời ơi. Bây giờ mình có thử thách nào khác để được ăn. Dữ à. Em xé lên cái đùi. Hả? Xé đùi dân tâm đi. Không biết là em hiểu với anh. Có hai cái đùi à. Mẹ anh cái, anh cái. Không, bây giờ còn hai cái cánh. Đó. Anh cần phải nói. Ở đây có nước rửa tay. Trời, cái gà nó thơm. Cái muối mè cũng ngon mà cái gạo. Cái cơm đan cũng ngon. Vậy là mọi người chưa biết đặc sản chỉ là tre chấm muối tiêu rồi. Đâu được đâu, không được. Không, không được luôn. Chén này là muối tiêu luôn. Nói cũng sai nữa, muối mè. Không có được ăn luôn. Nói cũng sai nữa, ghét. Làm như chương trình biết ý của tụi mình á. Tôi hỏi. Ê. Em đã cho. Ai chọt lét anh ba giùm em. Thôi. Quá như bà. Cái gà này miếng bò lên trời vậy. Bậy, đừng có rơi vô. À, cơm lam nè. Ờ, có cơm lam. Đó, đúng rồi. Cái muỗng nha. Đây nè. Để tôi đưa cho ông anh tôi cái nè. Đây nè. Để chờ. Trời ơi. Ngon bánh. Nhờ cái cơm nếp này nữa nè. Dạ. Nó kẹp cái đi. Nó tuyệt vời. Wow. Chết dữ ơi. Dữ ơi, có chừng dữ ơi. Chịu nổi dữ ơi. Đây, bây giờ là mình sẽ thử món tiếp theo nè. Món này bị kiến bu rồi đó mọi người. Ăn được. Phải. À, đây, lá bếp này, lá bếp này là người ta dùng để nấu canh thục đó. Đúng rồi. Này, này bí đậu luôn bông nè nha. Này là gì? Bông. Bông gì? Nó đúng được ăn. Bông sữa đũa. Anh hỏi mình dự mà. Ờ, du viên bông sữa đũa em ăn. Không, tại dự là kết quả trước. Vậy rồi. Cho nó miếng bông sữa đũa đi. À, đây là ớt nha. Ớt nguyên cây và trái luôn nè anh Teo. Trời ơi, lạ vậy. Dạ. Lạ. Dạ. Lá ớt à, lá ớt bỏ vô cay lắm. Bỏ nguyên cây ớt luôn phải không? Dạ đúng rồi. Quá anh lên tâm anh buồn anh đi đâu vậy? Anh kiếm cái rủ cần. Giấu mất rồi. Có đâu, có rồi. Đây, ai ăn bún thì ăn bún. Còn ai ăn bún thì có thể húp. Em sẽ xin phép húp cái. Tự nhiên em. Cá nè mọi người ăn đi. Đúng rồi, cho cái túi cá kìa. Bèo, bèo, bèo. Bèo, 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 rối đường hình. Về chỗ đi mấy đứa ơi. Bầu ơi, thương lấy ví cùng. Tuy rằng khác đội nhưng chung một bàn mà. Cho em ăn miếng được không? Ngon quá. Sao
Nước anh thấy sao anh? Trời ơi, quá cái nước luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và báo trước cho các anh chị, vòng 3, vòng 4 cũng hấp dẫn kinh khủng. Trời ơi, vòng này không ăn thì mất nửa đời người. Vậy nếu mọi người phải bù lại một miếng máu cho em chứ. Nãy trong lúc mọi người kéo, mọi người kéo một miếng thịt của em đi luôn. Dạ, một miếng thịt bò ai, chứ ai, em ai làm đó? Không biết. Nhưng không mà biết làm sao? Một miếng thịt người đổi bằng một miếng thịt bò đi. Rồi, rồi. Sao em được? Nên là đặng cái gì này này, dạ, vô đặng vô nó chắc cũng tốt lắm á. Chắc mọi người có một thử diện riêng ha. Khỏi hả? Anh có khi nào anh dít văn qua đây không? Anh giao bộ anh dít văn cho mình em luôn được không? Thưa quý vị, là đã lúc chúng ta hãy chọn một vị trí. Hồi nãy số 3 người ta chọn rồi. Huấn luyện giờ viên. Giờ mình chọn số mấy? Huấn luyện viên. Theo em á là ba anh em mình là một đúng không? Chọn số 1 đi, còn ý huấn luyện viên tính sao tính? Chọn số 3. Chọn số 3. Số 2 đi. Ừ. Thấy vậy với số 2. Phải không? Rồi chốt lại. Số 2. 2. Rồi, như vậy là vòng đầu tiên đội mình là số 3. Vòng này đội mình thắng là chọn số 2 và ăn những món ngon hơn vòng 1 rất nhiều ngàn lần. Đã rồi. Vòng 3 còn tiếp hơn nữa. Bây giờ chúng ta đến với vòng 3 của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Khủng khiếp.